Một cựu vận động viên ném bóng chày đã bị bắt trong vụ giết chết cha vợ và bắn mẹ vợ bị thương đã khiến cộng đồng ở một thị trấn California phải choáng váng. Một phi công tại Mỹ phải đối mặt với 83 cáo buộc tội cố ý giết người sau hành động cố tình vô hiệu hóa động cơ máy bay giữa không trung. Siêu sương mù đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc trên đường cao tốc ở tiểu bang Louisiana của Mỹ, đã khiến nhiều người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Lính của Israel đã chỉ trích con trai của Thủ tướng Israel đã bỏ rơi họ bằng cách ở lại Miami, Florida của Mỹ, trong khi 360.000 quân dự bị trở về nhà để chiến đấu chống lại Hamas. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2023. Một cựu vận động viên ném bóng chày của Major League Baseball đã bị bắt vào hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023 vì liên quan đến vụ giết chết cha vợ và làm mẹ vợ bị thương phải nhập viện ở Lake Tahoe, California trong vụ xả súng vào năm 2021. Các nhà chức trách cho biết, nghi can Danny Serafini, 49 tuổi, từng chơi cho Minnesota Twins và năm đội khác trong 7 mùa giải trước khi giải nghệ vào năm 2007, đã bị bắt tại Minamuka, Nevada. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt Placer cho biết, nghi can Seraphini là con rể của nạn nhân, người phát ngôn của văn phòng cảnh sát trưởng cho biết vào hôm thứ Sáu tại một cuộc họp báo. Đồng phạm là cô Samantha Scott, 33 tuổi, cũng đã bị bắt ở Las Vegas, có thể là bảo mẫu của gia đình. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết, nghi can Seraphini và nghi can Scott mỗi người phải đối mặt với cáo buộc giết người và âm mưu giết người và đang chờ dẫn độ và hạt Placer. CNN đã liên lạc với luật sư của nghi can Serafini nhưng không rõ nghi can Scott có luật sư hay không. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2021, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi đến một ngôi nhà ở khu vực North Lake Tahoe, California, gần biên giới với Nevada, nơi họ đã tìm thấy nạn nhân là ông Robert Gary Spohr, 70 tuổi, là cha vợ của nghi can đã chết với một vết thương do đạn bắn. Theo cảnh sát trưởng cho biết, và bà Wendy Woodspur, 68 tuổi, là mẹ vợ của nghi can, cũng đã bị nghi can bắn và được đưa đến bệnh viện, nhưng bà đã may mắn sống sót và đã bình phục. Nhưng rồi một năm sau đó thì bà cũng đã qua đời vì tự kết liễu đời mình. Cảnh sát trưởng cho biết video giám sát từ ngôi nhà cho thấy có một người đàn ông đã mặc áo nỉ, có mũ trùm đầu, che mặt và đeo ba lô đi bộ đến nhà nạn nhân vài giờ trước khi xảy ra vụ giết người này. Cảnh sát nói rằng là họ đã điều tra vụ án này trong hai năm và những thông tin và bằng chứng mà các thám tử thu thập được đã giúp họ xác định ra nghi can Serafini và nghi can Scott. Cả hai nghi can này đều quen biết nhau và quen biết các nạn nhân. Sự nghiệp ở các giải đấu lớn của nghi can Serafini kéo dài hơn 10 năm, từ năm 1996 đến 2007. Nhưng nghi can thường xuyên phải chuyển đổi giữa các giải đấu chuyên nghiệp và giải đấu nhỏ. Nghi can Serafini cũng điều hành một quán bar tên là Bo Pen Bar ở Sparks, Nevada. Quán bar này đã xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Bar Rescue vào năm 2015. Trong tập này, người dẫn chương trình John Taffer nói rằng nghi can Serafini đang mắc nợ và đã mất 14 triệu đô la tài sản thông qua một loạt các khoản đầu tư tồi tệ lỗ lã và một cuộc giải quyết ly hôn đầy cay đắng. Thông tin tiếp theo, một phi công tại Mỹ phải đối mặt với 83 cáo buộc tội quý giết người sau hành động cố gắng tác động cơ của một máy bay thương mại giữa không trùng đã khiến chuyến bay chở khách mang số hiệu 2059 thuộc hãng hàng không Alaska Airlines đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp do gặp mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Theo văn phòng công tố địa phương tại Mỹ cho biết, phi công Joseph David Emerson, 44 tuổi, đã bị bắt sau khi máy bay hạ cánh an toàn ở Portland, Oregon vào ngày 22 tháng 10 năm 2023. Các quan chức Mỹ vào ngày 24 tháng 10 cho biết, viên phi công này đang không trong ca làm việc và chỉ ngồi ở ghế phụ chăm xít thì cố gắng vô hiệu hóa động cơ của máy bay trong chuyến bay của Horizon Airlines từ Everett, tiểu bang Washington, đến San Francisco, tiểu bang California, trước khi anh ta đã bị phi hành đoàn khống chế. Trăm xích là ghế của các tiếp viên hàng không, thường được đặt ở phía trước, giữa và sau cabin. Theo cabin safety, tiếp viên sẽ sử dụng ghế này để ngồi lúc máy bay cất hạ cánh vào vùng nhiễu động hoặc nghỉ ngơi giữa ca. Ngoài phi hành đoàn tùy theo quy định của các hãng, Ghế này có thể dành cho nhân viên hãng bay như phi công không trong ca làm việc, kỹ sư hàng không, tiếp viên đang đi nghỉ phép. Phi công Joseph David Emerson phải đối mặt với 83 tội danh cố ý giết người, 83 tội liều lĩnh gây nguy hiểm cho người khác và một tội gây nguy hiểm cho máy bay. Văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ ở Portland cho biết vụ việc không còn gây nguy hiểm nào khác Cục hàng không Liên bang Mỹ đã thông báo cho các hãng hàng không rằng một hành khách đang ngồi ở ghế phụ đã cố gắng vô hiệu hóa động cơ của máy bay phản lực đôi Embraer 175 bằng cách cố gắng kích hoạt hệ thống chữa cháy động cơ. Một trong những phi công của chuyến bay cho nhân viên kiểm soát không lưu được biết rằng phi hành đoàn đã bắt và khống chế được một người cố gắng tắt động cơ máy bay và người này không còn khả năng gây thêm phiền phức sau đó. Hãng hàng không Alaska Airlines có trụ sở tại Seattle công ty sở hữu Horizon Airlines cũng xác nhận rằng một trong các phi công của họ có liên quan đến vụ việc. Nhưng cho biết cơ trưởng và phi công phụ đã phản ứng nhanh chóng, công suất động cơ không bị mất và phi hành đoàn đã bảo đảm an toàn cho máy bay mà không gặp sự cố. Thông tin tiếp theo, có ít nhất 7 người đã bị thiệt mạng sau khi khói phát tán từ đám cháy đầm lầy phía nam tiểu bang Louisiana của Mỹ, kết hợp với sương mù tự nhiên đã gây ra nhiều vụ tai nạn ô tô liên hoàn liên quan đến 158 phương tiện vì siêu sương mù. Trong một tuyên bố, cảnh sát tiểu bang Louisiana cho biết có 25 người bị thương và số người tử vong có thể tăng lên khi những người ứng cứu tiếp tục dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn này và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Thống đốc John Bell Edwards đã đưa ra lời kêu gọi hiến máu và cầu nguyện cho những người bị thương và bị thiệt mạng. Các video và hình ảnh về những cảnh tượng giống như ngày tận thế cho thấy một đoạn dài các ô tô chồng chất lên nhau, bẹp dấm và cháy rụi trên xa lộ liên tiểu bang 55 gần New Orleans. Nhiều người đứng bên đường ngơ ngác nhìn cảnh tượng thảm khốc, trong khi những người khác vẫn ngồi trên xe chờ cứu trợ. Christopher Carr, 41 tuổi, là một trong những người lái xe bị nạn đã nói cho biết, tôi đã phanh gấp và giảm tốc độ khi một chiếc F-250 lao tới đè lên đầu xe của tôi, và có thể ngửi thấy mùi khói và nghe thấy những người lái xe khác kêu cứu cũng như tiếng xe đâm và lớp nổ. Cảnh sát tiểu bang Louisiana đã chia sẻ những bức ảnh chụp từ trên không trên trang Facebook của họ cho thấy hàng chục ô tô đã bị rơi và nhiều mảnh vỡ trên đường cao tốc liên bang đi qua đầm lầy và vùng nước rộng lớn giữa các hồ Pontchartrain và Morapus. Tính đến chiều 23 tháng 10 năm 2023, cảnh sát tiểu bang vẫn đang làm việc để thông báo cho các gia đình điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn này và phối hợp với sở giao thông tiểu bang để kiểm tra cây cầu xe buýt trường học đã được điều đến đã vận chuyển những người lái xe mắc kẹt khỏi địa điểm xảy ra tai nạn cảnh sát tiểu bang nói với các phóng viên tại hiện trường rằng một chiếc xe đã lao qua lan can bảo vệ đường cao tốc và lao xuống nước nhưng người lái xe đã thoát ra ngoài mà không hề hấn gì các lực lượng tiếp tục làm việc xuyên đêm để di dời các phương tiện trên mạng xã hội cơ quan thời tiết quốc gia cho biết đã xảy ra nhiều vụ cháy ở vùng đất ngập nước trong khu vực. Khói từ đám cháy trộn với sương mù tạo thành siêu sương mù và gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Thông tin tiếp theo, lính của Israel đã chỉ trích con trai của Thủ tướng Israel đã bỏ rơi họ vì ở lại Miami, Florida của Mỹ, trong khi quân dự bị trở về nhà để chiến đấu chống lại Hamas. Ye Neden Yahu, 32 tuổi, con trai của Thủ tướng Israel Benjamin Neden Yahu đã đến Florida từ tháng 4 sau khi cha của anh ta yêu cầu anh ta ngừng đăng những bài đăng mang tính kích động trên mạng xã hội. Điều này đã khiến anh ta nhiều lần bị kiện vì tội phỉ bán. Có khoảng 360.000 quân dự bị đã được triệu tập. Nhiều người trong số họ đã bỏ hết mọi thứ để bay về Israel giúp chống lại Hamas. Trong khi con trai của Thủ tướng Israel vẫn ở lại Miami của Mỹ, trước sự khó chịu của một số binh sĩ. Con trai của Thủ tướng đang tận hưởng cuộc sống của mình ở bãi biển Miami, trong khi tôi đang ở tiền tuyến một người lính tình nguyện viên phục vụ ở mặt trận phía bắc của israel đã nói với the times cho biết chính chúng tôi đang rời bỏ công việc gia đình con cái đã bảo vệ gia đình ở quê nhà và đất nước chứ không phải những người phải chịu trách nhiệm về tình trạng này anh em của chúng tôi cha của chúng tôi các con trai tất cả đều ra tiền tuyến nhưng con trai của thủ tướng israel vẫn không có ở đây anh ta không giúp xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của đất nước một người khác được điều động đến biên giới với gaza thì nói rằng Tôi đã bay trở về từ Hoa Kỳ, nơi tôi có công việc, cuộc sống và gia đình của mình, nhưng không đời nào tôi có thể ở lại đó và bỏ rơi đất nước, người dân của mình vào thời điểm quan trọng này, trong khi con trai của thủ tướng thì đang ở đầu. Tại sao anh ta không có mặt ở Israel vào thời điểm này? Đây là khoảnh khắc đoàn kết nhất đối với chúng ta, với tư cách là những người Israel trong lịch sử gần đây của chúng ta, và mỗi người trong chúng ta nên có mặt ở đây ngay bây giờ, kể cả con trai của thủ tướng. Con trai của thủ tướng Israel, người học sân khấu ở trường trung học, đã thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc và làm việc trong đơn vị phát ngôn viên của IDF, chứ không phải với tư cách là một người lính chiến đấu. Nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với phần lớn người Israel khi họ đủ 18 tuổi, nam phải phục vụ trong 32 tháng và nữ là 24 tháng. Sau đó hầu hết họ có thể được gọi vào đơn vị dự bị cho đến tuổi 40, hoặc thậm chí lớn hơn trong trường hợp khẩn cấp quốc gia và họ chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy trong thời chiến